Xin chào các bạn, đây là chuỗi video hướng dẫn phát âm của IDZON tiếng Anh giao tiếp thực tế. Trong những video này, chúng ta hãy cùng nhau học cách phát âm câu dài để khi giao tiếp thực tế với người nước ngoài, các bạn có thể phát âm những câu dài trong tiếng Anh tốt hơn. Những bạn nào chưa học âm đơn, các bạn có thể học phát âm của BBC theo link mình gắn ở bên dưới video nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng luyện phát âm các câu sau. Từ chính trong ba câu này là information, danh từ, thông tin. Từ này nhiều bạn hay phát âm là information, nhưng thực ra nó phải phát âm là information. infer các bạn nhé. information và có âm nặng ở cuối. information. Câu số 1: Để biết thêm thông tin về sản phẩm, hãy nhấp vào đường link ở bên dưới. For more information about the product, click on the link below. Trong câu này chúng ta có cụm từ for more information about để có hoặc là để biết thông tin về cái gì từ information các bạn phát âm với âm ơ và âm sờ nặng ở sần shen. information từ about có âm t ở cuối about từ the các bạn lè lưỡi ra the từ product có âm t ở cuối product từ click có âm k ở cuối từ link có âm k ở cuối bây giờ các bạn phát âm chậm với mình nhé for more information about the product click on the link below câu số 2. làm thế nào tôi có thể nhận được thông tin về khóa học how can i get information about the course get information about là có được hoặc nhận được thông tin về cái gì từ how các bạn phát âm là how không phải how nhé how từ get có âm tiêu cuối từ information có âm ơ và âm sờ nặng information từ about có âm tiêu cuối about từ course có âm sờ nhẹ ở cuối course. Bây giờ các bạn phải đâm chậm với mình nhé. How can I get information about the cause? Câu số 3. Tôi đã đọc được một thông tin thú vị ở trên báo. I read an interesting piece of information in the newspaper. Trong câu này chúng ta có cụm từ piece of information là một mẩu thông tin. To read đọc ở hiện tại là read. Nếu chia quá khứ thì đọc là read. Từ thú vị phát âm là interesting. Có một sở giữa interesting. Từ peace có một sở nhẹ ở cuối nối với âm thánh. Piece up. Từ information có âm ơ và âm sờ nặng information. Từ newspaper có âm z ở giữa newspaper. Bây giờ các bạn phát âm chậm với mình nhé. I read an interesting piece of information in the newspaper. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn phát âm 3 câu với từ chính là information. Các bạn cố gắng luyện phát âm nhiều để phát âm cả câu nhanh hơn nhé. Video chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn cố gắng xem các video của người bản ngữ nói tiếng Anh để có cảm nhận tốt hơn về phát âm tiếng Anh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.